Công an thị xã Bình Minh đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long điều tra vụ án giết người cướp tài sản xảy ra tại phường Đông Thuận. Đối tượng đang bị công an tạm giữ là Lê Tân Định, sinh năm 2006, ngụ xã Phú Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Nạn nhân là Nam, sinh năm 1997, ngụ xã Hòa Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Thi thể được phát hiện khoảng gần 9 giờ ngày 19 tháng 5, trong tình trạng không mặc quần áo nằm trong nhà vệ sinh của phòng nghỉ. Tại công an, Định khai nhận có quen biết với nạn nhân, cả hai cùng thuê phòng nghỉ. Nạn nhân đòi quan hệ đồng tính, Định từ chối và sát hại nạn nhân rồi cướp tài sản. Ngày 20 tháng 5, công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ Nguyễn Văn Quân, sinh năm 1991, ngụ tỉnh Bắc Giang, Phan Ngọc Sơn, sinh năm 2001, ngụ quận 12 thành phố Hồ Chí Minh và Hoàng Xuân Du, sinh năm 2005, ngụ tỉnh Bắc Cạn để điều tra về các hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản, cưỡng đoạt tài sản và cho vay nặng lãi. Trước đó, Quân có cho chị B mượn 13 triệu đồng. Chị B đã trả được tổng số tiền lãi suất và gốc là 11,25 triệu đồng, rồi không trả nữa. Sau thời gian lãi, số tiền còn thiếu của chị B lên đến 12,6 triệu đồng. Nhiều lần đến tận nhà đòi tiền không được, Quân thuê Sơn và Du mua Sơn đến tạc vào nhà chị B với tiền công là 1 triệu đồng. Viết bậy lên tường nhà chị B để uy hiếp tinh thần, buộc chị phải trả nợ. Trưa ngày 20 tháng 5, công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phong tỏa để điều tra vụ cháy ở công ty trên địa bàn. Trước đó khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bốc lên ở công ty N ở đường 40, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh nên hô hoán. Người dân dùng nước bình chữa cháy tiếp cận dập lửa nhưng bất thành. Một số người trong công ty hoảng loạn không kịp thoát ra ngoài nên mắc kẹt. Quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện một người phụ nữ mắc kẹt trong nhà vệ sinh nên đưa ra ngoài. Ngoài ra, cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng hướng dẫn cho hai người khác thoát nạn ra ngoài an toàn. Vụ cháy không có thương vong về người, nhưng một số tài sản trong công ty này bị cháy rụi. Ngày 20 tháng 5, ông Cao Văn Thành, Phó Chánh Thanh tra Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau phản ánh của báo Sài Gòn Giải Phóng về phòng khám đa khoa Đất Việt khám sức khỏe cho người dân một cách thần tốc, chỉ chưa đầy 10 phút, nhân viên của phòng khám đã làm xong giấy khám sức khỏe cho người dân mà không cần bác sĩ thăm khám hoặc trải qua các xét nghiệm. Thanh tra sở đã phối hợp với Phòng An ninh Chính trị Nội bộ, Công an tỉnh Đắk Lắk đã mời lãnh đạo phòng khám đa khoa Đất Việt đến làm việc để làm rõ thông tin. Tại buổi làm việc, phòng khám đa khoa Đất Việt đã thừa nhận nội dung báo Sài Gòn Giải Phóng phản ánh là đúng và nhận khuyết điểm. Theo ông Thành, hành vi của phòng khám đa khoa Đất Việt đã vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế về cung cấp giấy khám sức khỏe khi không thực hiện việc khám đầy đủ các nội dung theo yêu cầu. Với hành vi trên, Thanh tra Sở Y tế Đắk Lắk quyết định xử phạt phòng khám đa khoa Đất Việt mức phạt 8 triệu đồng. Tại Gia Lai, các địa phương trồng nhiều sầu riêng như Chư Sê, Chư Bư, Irai, Chư Prong, Đức Cơ, Chư Ba lại bị rụng quả non khắp nơi. Anh Nguyễn Thế Anh, thôn 6 xã Y Tô, huyện Irai cho biết, gia đình trồng 1,5 hectare sầu riêng. Năm nay vườn sầu riêng rụng khoảng 50%. Do chi phí vật tư, phân bón cao, khả năng năm nay gia đình thua lỗ. Tương tự, vườn sầu riêng 1 hectare của hộ ông Lê Trung Giang, thôn 6 xã Y Tô cũng bị rụng trái. Ông Joe McLean, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Y Tô cho biết, xã có 300 hectare sầu riêng. Thời gian qua, do thời tiết bất thường đã làm sầu riêng rụng, trung bình tỷ lệ rụng trái khoảng 40%. Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Chư Sê cho biết, để hạn chế thiệt hại do rụng quả, Phòng đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn, hướng dẫn người dân tập trung chăm sóc vườn sầu riêng cho đến khi thu hoạch. Ngày 20 tháng 5, theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, nguồn nước từ sông Mekong về đồng bằng có chuyển biến bất lợi do ảnh hưởng của El Nino. Nắng nóng, mưa đến muộn, dòng chảy lại phụ thuộc vào sự vận hành thủy điện trên lưu vực. Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện, chuyên gia nghiên cứu độc lập về sinh thái đồng bằng sông Cửu Long cho biết, cách thích ứng tốt nhất trước mắt là chủ động né hạn mặn bằng cách điều chỉnh lịch thời vụ theo kinh nghiệm của các tỉnh ven biển hồi mùa khô năm 2016. Cộng đồng ven biển cần chủ động tích trữ nước ngọt cho sinh hoạt trong mùa khô 2024. Về lâu dài, miền Tây cần thực hiện theo quy hoạch tích hợp đồng bằng sông Cửu Long đã được Thủ tướng công bố.
Theo đó, vùng ngọt được lùi vào phía trong, còn vùng ngọt lợ sẽ được trả lại tự nhiên và canh tác theo mùa mặn ngọt, chứ không cố chống lại mặn như trước giờ nữa. Ngày 19 tháng 5, ông Bùi Thái Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang cho biết, khu vực bến phà Tân Long, điểm giao thông huyết mạch chính nối đất liền với huyện Cù Lao Tân Phú Đông bị sạt lở nghiêm trọng. Khu vực bờ sông và các đầm tôm của người dân đã bị sạt lở mất hết đê bao, nhiều đầm nuôi tôm đã bị cuốn trôi. Tại bến phà Tân Long có rất nhiều đoạn sạt lở dạng hàm ếch ăn sâu bên trong, nguy cơ nhấn chìm cầu phà. Khu vực nhà chờ bãi đậu của bến phà cũng đã bị lún sụp hơn 50cm so với thiết kế ban đầu. Ngoài ra, điểm sạt lở thuộc ấp Tân Phú, xã Phú Thạnh hiện đã ăn sâu vào bên trong khoảng 1.000m, uy hiếp tính mạng và tài sản người dân.